À, Khoa cũng có một lời nhắn nhủ với bạn là tất cả những chuyện của anh và em thì chúng ta đã trải qua hết rồi. Thì hiện tại thì Khoa và bạn vẫn nói chuyện với nhau bình thường, chứ không phải là gọi là cắt đứt liên lạc hay gì hết. Tại vì tụi Khoa chia tay trong yên bình thì tất cả những gì em làm cho anh rất là biết ơn. Và anh mong là em sẽ có được cái sự hạnh phúc. Võ Đăng Khoa xin kính chào quý vị khán giả của Danh. À, giờ em chia sẻ về mối tình em thương nhất đi nha. Đó là một cái chuyện tình cảm của một bạn sống với em khoảng 3 năm. Thì lúc đó là bạn sống với Khoa là vai trò là, thật ra thì nói ra ở ngoài nhìn vô thì gần như là một người trợ lý thôi. À, Khoa hay đi diễn kịch đồ này kia rồi các kiểu thì mọi người vẫn theo. Thì hiện tại thì lúc đó là Khoa diễn kịch ở sân khấu Hồng Vân. Thì tụi Khoa có rất là nhiều kỷ niệm trong 3 năm chung sống với nhau. Thì Khoa rất là cảm ơn bạn vì đã đồng hành với Khoa trong suốt một khoảng thời gian dài 3 năm như vậy. Cũng hầu như ít ai biết là Khoa và bạn đã từng thương nhau. Nhưng mà giống như thời gian gần đây á, tự nhiên làm Khoa nhớ lại là dạo này Khoa đang về sân khấu Thế Giới Trẻ hoạt động. Thì cũng là đi diễn kịch sân khấu, cũng là về lúc 11 giờ đêm nữa. Nhưng mà ngày xưa thì là hai đứa chạy một cái chiếc xe hơi cà tàng xíu, nhưng mà về ưa ghé là ăn hủ tiếu gõ đồ này kia. Bây giờ tự nhiên tự lái xe về một mình cái cảm thấy buồn, cảm thấy lâu lâu có một chút xíu gì đó nó gọi là hơi chạnh lòng nhẹ. Nhớ tại sao ngày xưa mình đi chiếc xe nhỏ hẹp, tất cả mọi thứ nhỏ thôi nhưng mà sao nó đẹp. Còn bây giờ thì mọi thứ nó đều yên ổn hơn, nhưng mà Khoa lại đi một mình. À, Khoa cũng có một lời nhắn nhủ với bạn là tất cả những chuyện của anh và em thì chúng ta đã trải qua hết rồi. Thì hiện tại thì Khoa và bạn vẫn nói chuyện với nhau bình thường, chứ không phải là gọi là cắt đứt liên lạc hay gì hết. Tại vì tụi Khoa chia tay trong yên bình thì tất cả những gì em làm cho anh rất là biết ơn. Và anh mong là em sẽ có được cái sự hạnh phúc. Còn nếu mà sau này đó đứa nào mà nó làm em hạnh phúc thì nói anh sẽ xử nó cho em. Vậy thôi. Để mỗi ngày tràn đầy niềm vui, các bạn hãy nhớ download app Tử Vi hàng ngày nha. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. À, đã mấy giờ rồi về cả anh taxi à, anh taxi ơi. Tận thế màu tận cùng của đau đớn rồi này kia thì biết, chứ tận thế không biết qua. Ngày xưa rất xưa ấy có một nàng công chúa hồn nhiên như mây trần nè 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 n